Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 4/2 tại phòng trọ nhà số 3, ngõ 71, phố Tam Khương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên gồm 4 người đang nghỉ tại phòng trọ thì bất ngờ lửa bốc cháy dữ dội. Cả 4 người này đều bị thương nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Sau khi khống chế được ngọn lửa, cơ quan chức năng đã đưa 4 nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Đến 16 giờ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Khương Thượng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại cả 4 nạn nhân đã tử vong. Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh Văn phòng Công an Hà Nội cho biết, theo điều tra sơ bộ, sáng ngày 4 tháng 2, họ rủ thêm một người đến ăn uống trong ngày ông Công, ông Táo. Sau đó, nhóm người này hóa vàng. Tuy nhiên sau khi hóa vàng, một người đi ra ngoài và khóa cổng lại. Những người còn lại ngủ trong nhà và tử vong, Thượng tá Nghĩa cho biết. Ông Vương Thái Dương, Bí thư Đảng ủy phường Khương Thượng cho biết, họ không phải người địa phương, cũng chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng. Nhóm này được người quen trọ ở nhờ từ ngày 30 tháng 1. Danh tính cụ thể của 4 nạn nhân được xác định là anh Lê Bật TH, sinh năm 1997, quê Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Giáp Văn N, sinh năm 1997, quê Bắc Giang; Trần Duy H, sinh năm 1997, quê Nam Định; Lê Khắc S, sinh năm 1997, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Cả 4 người đang là sinh viên đại học tại Hà Nội. Cả 4 nạn nhân đang sinh sống tại đây đều là sinh viên, ngoài ra còn làm thêm nghề shipper. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng nhiều lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn. Trước đó vào ngày 3 tháng 2 khoảng 15 giờ 45 phút, theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện cháy phát ra tại căn nhà nằm đường Võ Thị 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nên hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng lên khá nhanh. Nhận được tin báo từ phía quần chúng nhân dân, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận 3 đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng và 25 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy và cứu nạn. Trong quá trình triển khai chữa cháy, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát hiện ở ban công của căn nhà đang cháy có bé gái 11 tuổi đang bị mắc kẹt tầng 2 căn nhà. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai giải cứu đưa cháu bé xuống an toàn. Khoảng gần 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.